Phúc xin kính chào tất cả quý anh chị cô chú khách hàng đang xem trực tiếp trên kênh YouTube Nhà đất quận 12, chuyên bán nhà và đất ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi trưa ngày hôm nay, em Phúc đang có mặt tại phường Thạnh Xuân để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng. Lô đất của chúng ta nằm trong khu phân lô đồng bộ, khá là đẹp và đường trước nhà có chiều ngang là 7m, hai xe ô tô né nhau. Và đây là vị trí của lô đất. Lô đất có chiều ngang là 4m và chiều dài là 13,5m. Và đây là bản vẽ của lô đất. Tổng diện tích là 53m², toàn bộ là đất ở đô thị. Vị trí lô đất là nằm ở đường TX33 và cách ủy ban phường Thạnh Xuân khoảng 500m, cách ngõ tư ga khoảng 2km và cách sân bay khoảng 20 phút đi xe máy. Và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ. Lô đất nằm trong khu dân trí cao và rất là an ninh. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể điện thoại cho Phúc hay số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất và theo đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ. Sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí lô đất ra tới ủy ban phường Thạnh Xuân khoảng hơn 300m. Và bên Phúc còn rất là nhiều nhà và đất. Nếu muốn quý anh chị muốn mua nhà hoặc đất ở quận 12 thì cứ điện thoại cho Phúc, Phúc sẽ tư vấn và dẫn quý anh chị đi xem đất. Và quý anh chị muốn ký gửi bán nhà đất thì cũng cứ điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình. Video review lô đất của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Và phía trước mặt quý anh chị là ủy ban phường Thạnh Xuân.